Rồi chào mấy bạn. Ở đây cầu gì ta? Nói cầu gì ta? Hôm nay mình ghé cầu Kinh Tiểu. Cây sách Sóc Trăng. Mấy bạn thấy nè. Mình làm cái đậu trái này đâu cũng đậu rồi, nhưng mà mình làm cái video này để bà con so sánh lại là mình khuyên bà con là để bông ít hay bông nhiều nè. Mấy bạn để ý những cái này ha. Mình để một nhánh hai bông. Mấy bạn nhìn cái chọc bông nè, nó bự hơn tay cái của mình. Nha. Mà cái này là chủ vườn đặt mạnh lắm rồi nè nha. Mấy bạn thấy nè, chùm nào đậu chùm đó nè. Để ít bông hay nhiều bông nè, mấy bạn nhìn cái chọt đó, cái này là mình lặt không nè, cái cuốn này là lặt không nè nha, nè trái lặt không nè đó. Thì mấy bạn để ít bông, thứ nhất là thay vì nhánh này nuôi 4 chùm bông thì nay nuôi 2 chùm bông, thì cái tất cả dinh dưỡng còn lại nó sẽ tập trung vào cái chùm bông này, chùm bông còn lại nè. Bạn nhìn nè, mỗi nơi là mỗi chùm nè, ở đầu nè là mình phải đi lặt vỏ. Còn mình để nhiều bông á, một nhánh này chia dinh dưỡng ra 4 chùm bông thì cái chùm bông nó nhỏ, cái giọt bông nó nhỏ và cái trái lúc mình sổ nhị ra nó nhỏ, thì cái trái nhỏ nó sẽ kéo dài cái thời gian rụng sinh lý của mình. Còn cái trái nó bự, giọt bông nó bự thì thời gian rụng sinh lý của mình ít hơn nè. Cái chỗ này là lặt không nè nha, mà đa số mình thấy là chủ vườn báo là rụng nhiều đó. Thì đặt xuống mà mình thấy là rụng thật là nhiều, nhưng mà trên cây nó còn rất là nhiều nữa, tại vì mình không tiễn. Còn như chủ vườn này tiễn hết rồi nè đó, thì bạn tiễn như thế này cho mình đi đó, thì làm sao rụng sinh lý được. Sức cây trồng đã, cây trồng đã chịu đậu rồi thì sức cây trồng tới đâu nó phải đậu tới đó cho mình, chứ không cái cách nào mà rụng được đâu. Đó, rất là nhiều anh em ở đây đó, xuống hiệp cùng bà con ở đây làm trái cái mùa này và cái mùa sắp tới. Đây mình qua đây mình cho các bạn coi nè, ít bông và nhiều bông để bà con so sánh năm sau mùa sau đó. Mình xem lại cái cách để bông và cái cách chừa bông chừa trái nè, bà con nhìn nè, nó mấy chùm thôi, nó mấy chùm thôi, nhưng mà chùm nào đâu chùm đó nè, nè mấy chùm thôi đó, nó chắc ăn là dư trái thôi, không cần để nhiều chùm bông đâu đó. Nhưng mà khuyến cáo tại vì cây này cây nó ít bông, khuyến cáo là để một nhánh hai chùm đặng dinh dưỡng nó chia đều, đó là cây mình sẽ đậu trái tốt. Mấy bạn nhìn cái chọt bông nè, cái chọt bông nè, nè nhánh này hai chùm nè ha, hai chùm, một chùm, hai chùm. Mấy bạn nhìn cái chọt bông nè, nó giống như là cái cuốn trái mình sắp thu hoạch vậy đó, mà những chỗ này là tiễn không mà nha. Đó, trước khi mình xuống là mình đã dặn chủ vườn là tiễn hết rồi, chứ mà nó nguyên chùm gì không nè. Nè các bạn nhìn cái cuốn bông, cái này hai chùm. Đó, thì đa số là mình thấy khách hàng của mình để, bà con để là một chùm, hai chùm, ba chùm, bốn chùm, năm chùm, ngoài này cũng để luôn. Mà mấy bạn so sánh lại với cái vườn này, cái vườn này ở cầu Lò Bà, cái sách Sóc Trăng, mấy bạn thấy nè, hai chùm. Thì cái thứ nhất là cái trái nó bự, thứ hai là cái chọt bông nó mập, và thứ ba là chùm nào ở đầu chùm đó, mấy bạn rất là dễ tiễn. Đó. Nè các bạn nhìn đây, người ta một chỗ nó dài chùm về chùm vậy nè, mà người ta tiễn rơi hết rồi nè, không cách mình thiếu trái được ha. Nhưng mà khó là năm đầu mình nói rất là nhiều, nhưng mà khó chỗ là bà con mình hay có cái suy nghĩ là trừ hao lỡ có cái này rụng mình còn vớt lại được cái chùm khác, hay trừ hao như thế. Thật sự nó không đúng nha. Mình để ít chùm bông thì bông nó bự là cái thứ nhất, ai cũng biết rồi. Tại vì mình nuôi nhiều chùm bông và mình nuôi ít chùm bông thì nó khác nhau, dinh dưỡng nó chia đều. Đó, mấy bạn nhìn đi, cái nhánh này có một chùm bông nè. Mấy bạn nhìn cái cuốn của người ta nè. Nó bự nè. Đó, mà trái đậu nè, cái này là mình lặt không nè. Đó. Nè, lặt đỏ đắt hết nè. Đó. Nè, cái chùm bông nè. Đây chùm này. Nhánh này có một chùm một nè. Mấy bạn nhìn cái chùm bông nè. Đó, nó bự hơn con tay cái của mình, cái chọt bông. Mà mấy bạn thấy nè, cái trái nó bự nè, nó rảnh nè. Và tỷ lệ trái tròn, tại vì nó có một chùm bông nó không bị ai rút hết, và dinh dưỡng tập trung vào đây và trái tập trung vào đây, thì tất nhiên nó phải đậu trái đẹp cho mình đấy. Thấy không đó. Đậu trái thì nơi nào cũng đậu rồi, nhưng mà mình mượn cái vườn ở này để mình chia sẻ cho bà con mình là để bông, rồi bà con so sánh cái vườn này với cái vườn của mình, thử xem nó như thế nào, nó khác như thế nào. Thứ nhất là nó khác cái bông của mấy bạn là mấy nhỏ đó, thứ hai là nó không chảnh bằng cái vườn này, và đậu trái không bằng cái vườn này đó. Ít bông mà hiệu quả. Đó. Thứ nhất là mấy bạn chừa ít bông, mấy bạn phun cái lượng thuốc nó ít nữa, mấy bạn đặt trái cũng ít, và công đi quét phấn, công đi tỉa trái cũng ít hơn. Đó, mình chừa nhiều thì cái gì nó cũng phải nhiều lên đó. Mình chừa nhiều bông thì mình quét nhiều, nhiều người quét. Đó. Còn mình chừa ít bông, ít người quét, xịt thuốc cũng ít nữa. Tại vì như cái nhánh này mình xịt 300 mà, còn mấy bạn để 700, 800 thì mấy bạn phải xịt 700, 800. Đó, nó lợi nhiều thứ lắm, nhưng mà nhịp nó rất là nhiều rồi, nhưng mà bà con ít qua làm được cái chuyện này. Đó. Tâm lý đa số là trừ hao. Đó. Trừ hao nè, thằng này mày cũng hết phải không, tao trừ hao thằng này không sợ đó, trừ hao nhiều vô, trừ hao càng nhiều càng tốt, nó không đúng nha.
đó mấy bạn thấy đi, cái chọc bông người ta nè, đó kinh khủng không, này cái chọc bông người ta nè, đó, mấy cái này là lặt không nè, nè mình lặt không nè, nè nó không có rụng trái nào hết, mình lặt một rụng sinh lý một hai trái là coi như là mình lặt hết, đó chút xíu qua coi một số vườn chuẩn bị làm năm này nhưng mà tháng 8, tháng 9, tháng 10 việc này rồi mình còn xử lý thêm một số vườn trái lá nữa, một chút một đứa xuống này là xử lý mấy vườn trái lá sẵn gặp cái chọc bông, cái vườn này đẹp, chủ vườn chưa đúng như ý của mình là cái chọc bông nó mập trái đầu ok nha. Kiểu gì cũng phải dư trái hết nha. Rồi ok nha, bà con xem lại cách là mình để ít bông, nên để ít bông hay nên để nhiều bông nha. Cách làm của Hiệp là để ít bông, nhánh hai chùm, một chùm, hai chùm, ba chùm bông thôi đó. Còn cách làm của mỗi người nó khác nhau thì mình so sánh cái này sao mình làm lại nha. Rồi đi đi qua bánh, đi đi qua thân. Ủa nãy cái anh kia là ổng tên gì hả? Chú Dũng, chú Dũng, Dũng vườn mắng thon với cây sáo, vườn lớn lắm, cây già lắm, cây bự lắm. Nè mấy bạn thấy nè, nè cái chọc bông nè, đó mấy bạn thấy không? Nè cái này là chú vườn đặt không nè. Trước khi mình xuống là mình là nhăn mặt hết rồi đó, chứ không phải là mình nhăn nữa nè. Mình hay nhăn cái đặt, mình hay nhăn để nhiều trái, mình hay nhăn để nhiều trái nó đẹp thì nhưng mà nó không tác dụng. Mấy bạn thấy trái nó lớn nhanh rất là nhanh nè, nè nè cái chọc bông của người ta nè. Ngó gì thôi nè, như cây này nè mình để được khoảng 40 trái nhưng mà đếm kỹ lại là cây này khoảng 70-80 trái. Với cái lượng trái mà mình lặt như thế này rồi thì nó còn vẫn 70-80 trái. Đó, ha. Ha. Nó thật chia sẻ. Mình hay nói là mình chia sẻ những gì mình có, rồi mình đi từng nơi mình học được những gì từ bà con, rồi mình trao dồi lại, mình chia sẻ lại. Cuối cùng đúc kết mình và bà con mình thành công cho sầu riêng. Đó là ước muốn của mình. Ha. Nói mấy bạn thấy không? Nè, cái này là lặt không nè. Đâu có trái nào rụng đâu ngoài đầu này. Chỉ có mình lặt thôi đó, đâu có trái nào rụng ngoài đầu cuốn này đâu nè, chỉ có mình lặt thôi đó. Mày bạn thấy không, như mình nói nè, như mình hướng dẫn nè, cái nhánh mà để 4-5 trái là tới hiện tại là chủ vườn đã bỏ luôn còn 5-6 trái nè. Nhánh này mà để 4 trái nè, chưa 6 trái, nhánh này chưa 4 trái nè, chưa 3 trái nè, là để 4 trái. Mày bạn thấy không, lặt kinh khủng không? Nè như nhánh này nè, chưa là có 5 trái, trái nào cũng trồng hết trên đây cũng vậy, cũng 5 trái thôi đó. Mà ít ai được làm chuyện này nè, nhưng mà sẽ có chủ vườn này cũng năm đầu, nhưng mà sẽ có những người làm như thế tại vì người ta mạnh dạn ha. Còn chấp nhận cho những chủ vườn mà tâm lý thôi giờ chưa vững lắm ha, thì trừ hao thì mình chấp nhận. Để mình qua mình quay cái cây mùi sinh kiên này, cây mùi sinh kiên nó đậu kinh khủng lắm. Qua đây cây mùi sinh kiên để mình kết thúc video ha. Mục đích Hiệp làm cái này để chia sẻ cho bà con mình làm sao mình so sánh vườn này với cái vườn của mình để cái lượng bông như thế, đang làm sao mình có cái làm mới hơn ha, so sánh xem nó như thế nào, rồi mình áp dụng thử một mùa nó như thế nào ha. Đây lọt chuồng cây mùa sinh kinh đây nè, cái mùa sinh kinh mấy bạn làm sao cho mình cái chọc bông nó hơi mập chút xíu, này cái bông nó dài chút xíu là đậu, bảo đảm phải đậu đó. Nó là thế không, rất là dễ đậu mùa sinh kinh đó. Còn để nó đậu hay không đậu là dưỡng bông tới tiễn bông và tới trái thời điểm này nó phải còn cả một quá trình nữa nha. Đó mấy bạn, đây nó mới đúng sáng nè, đậu nè, rất là dễ đậu ha. Rồi ok, cảm ơn cầu lô bà, cầu lô bà Ba Chinh cái sách Sóc Trăng, cầu lô bà Ba Chinh hay là cái sách mình không nhớ không nhầm, Ba Chinh hay là Xuân Hòa vậy mình nhớ nhầm. Rồi ok, cảm ơn.